Ôi, năm nay cân bao nhiêu nhỉ? 41.000 chú ạ. 41.000 à, năm nay được giá nhỉ? Vâng, được. Năm nay thì được giá đó. Ở năm nay mà... Ông Hoàng Đức Hải đặt bao hoa hồi lên chiếc cân điện tử, nhẩm tính số tiền sẽ thu được từ vụ năm nay. Thương lái đỗ chiếc xe tải nhỏ bên vệ đường, luồn tay đóng bao, chất lên thùng. Ông Hải vui vẻ kể, giờ từ nhà lên tới rừng chỉ 15 phút chạy xe, chẳng còn ngại mưa gió. Từ ngày xưa thì không có đường, đa số thì bà con thì lên rừng đi bộ và gánh trên vai, một ngày thì hái được khoảng 20 kg đến 40 kg là gánh nặng lắm, rất vất vả. Từ khi là có đường kết nối giữa các thôn bản, có đường lên tận rừng hồi, bà con thì rất phấn khởi, đi được xe máy lên đến tận nơi. Có các thương lái thì đến nửa rừng để thu mua hồi thì bà con chỉ cần gánh đến nửa đường là được bán. Đường nhựa, đường bê tông không chỉ nối dài từ thôn Đồng Cậm nhà ông Hải lên vùng sản xuất tập trung, mà còn trải đến khắp các thôn của xã Hoành Mô và 104 thôn bản của huyện Bình Liêu, chiếm một nửa trong số thôn bản khó khăn toàn tỉnh Quảng Ninh. Được triển khai từ năm 2016 đến đầu năm 2020, hệ thống các tuyến đường này đã hoàn thành với tổng chiều dài hơn 250 km, tổng mức đầu tư hơn 1,3 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn huy động của chương trình nông thôn mới cùng chương trình đề án 196 của tỉnh Quảng Ninh. Việc đầu tư xây dựng các tuyến giao thông được đồng bào các dân tộc địa phương hết sức ủng hộ, tham gia hiến hàng nghìn mét vuông đất, góp công, góp sức làm đường. Những con đường từng gập ghềnh sỏi đá, lầy lội, bị chia cắt trong mưa lũ dần lột xác, thay thế bằng hệ thống đường trục xã, trục thôn, liên thôn, trục ngõ xóm, đường nội đồng kiên cố hóa, rộng rãi, thanh thang. Ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, phấn khởi. Về đường giao thông thì hiện nay thì cũng đã đến tận trung tâm các thôn bản thuộc xã. Cái hệ thống giao thông này hoàn thiện thì tạo được cái điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phục vụ cái kinh tế cho bà con, vận chuyển nông lâm sản, giao lưu, buôn bán, trẻ con đến trường cũng như các việc khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, giải quyết các thủ tục hành chính cũng đi lại thuận lợi. Tôi đường biên đường vành đai đấy, trên cơ sở là phối hợp với các cơ quan ban ngành, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã cũng bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới. Có điều kiện thuận lợi về giao thông, đồng bào các dân tộc biên cương Bình Liêu nỗ lực vượt khó vươn lên. Nếu như năm 2010, Bình Liêu có tới gần 40% hộ nghèo, thì sau 10 năm, con số này chỉ còn 3,06%. Hạ tầng giao thông và các định hướng, chính sách phù hợp cũng đã giúp đánh thức sơn nữ vùng Đông Bắc. Người Bình Liêu nay không chỉ trồng hồi, trồng quế mà còn sản xuất các sản phẩm ô cốp chất lượng cao, làm du lịch cộng đồng. Du khách say mê những cung đường biên giới ngập tràn cỏ lau trắng, tự hào khi đứng bên các cột mốc 1297, 1305, 1327 treo leo, thác suối Khe Vằn, Khe Tiền hùng vĩ. Từng đoàn khách tới đây theo đường Đồng Văn, Đồng Tâm, Húc Động, Lục Hồn thăm bản làng người Tày, người Dao, Sán Chỉ với nhiều phong tục độc đáo, ngắm ruộng bậc thang vàng óng mùa thu, rừng sở trắng muốt khi đông về. Anh Nguyễn Thanh Hải, giám đốc hợp tác xã Hoa Bình Liêu cho biết, cũng từ những thay đổi đó mà anh đã chọn Bình Liêu làm nơi đầu tư, ươm trồng hoa giống, mở rộng mô hình du lịch đón khách tham quan. Vườn hoa Cao Sơn của hợp tác xã có quy mô 1,8 hectare, vừa mở cửa đã trở thành điểm đến hấp dẫn. Hợp tác xã đã đón những tour khách từ trong Sài Gòn, Đà Lạt. Các khách rất là ngạc nhiên khi mà ở trên một cái vùng rất là khó khăn mà đã có một cái điểm mà cho khách vào có thể là dừng chân chụp ảnh và rất là hài lòng. Mà cái việc mà xây dựng là các tuyến đường dẫn về các thôn bản kiên cố hóa bằng bê tông thì và các cái tuyến du lịch ngày càng được mở rộng. Các cái thôn bản và những cái điểm mà ngày xưa thì hầu như chỉ có đi xe máy được. Đấy cũng là một cái điều rất là thuận lợi cho việc phát triển về mặt du lịch, bởi vì là cái cung đường di chuyển của khách nó sẽ được lâu hơn và khách được trải nghiệm nhiều hơn. Năm qua, Bình Liêu đón hơn 67.000 khách du lịch. Các sản phẩm du lịch văn hóa, lễ hội giàu bản sắc địa phương được biết đến nhiều hơn. Một tín hiệu tích cực của du lịch Quảng Ninh trong bối cảnh dịch bệnh. Ông Đỗ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu khẳng định, với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của đồng bào miền núi biên giới gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng, giao thông vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Huyện cũng đang kêu gọi các nhà đầu tư tại các địa điểm mà đã xác định có cái lợi thế về cảnh quan, khí hậu như trong thác Khe Vằn, khu du lịch Sông Móc, khu du lịch Cao Thắng. Tuy nhiên để đảm bảo phát triển tốt hơn nữa, sản xuất gắn với du lịch thì huyện Bình Liêu nay định hướng thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp
mở rộng các cái tuyến đường giao thông để đáp ứng cho phát triển du lịch cũng như phục vụ cho khách du lịch đến thăm huyện Bình Liêu, tạo điều kiện công ăn việc làm cho bà con nhân dân tại địa bàn. Hoa đào nở rộ ven đường, các chàng trai cô gái gọi nhau chảy hội xóm cọ, xem phụ nữ sắn chỉ mặc váy đá bóng, nghe tiếng then đàn tính, dập dìu khúc nhạc xuân bên khe đá. Về Bình Liêu hôm nay, những con đường mới đang nối nhau, đan xen tựa như con thoi, dệt nên mùa xuân biển thủy. Em đi đâu mà chân bước vội, tới hung động hay về đâu văn, đắm mình trong hội xuân xóm cỏ, những đo rừng đẹp trong nắng xuân, giữa núi rừng Bình Liêu mùa xuân.